Dưới đây là dàn âm thanh hội trường có karaoke của Vidia. Đầu tiên, loa BF Audio UK11, bề ngoài sử dụng lớp sân sần màu đen, bảo vệ loa chịu được thời tiết khắc nghiệt với công nghệ cao cấp được kiểm chứng qua thời gian. UK11 cho âm thanh chân thực, lôi cuốn người nghe và không bị xóa trong không gian rộng lớn. Thứ hai, Man BF Audio T4.10, mặt trước trang bị hai cửa sổ tản nhiệt, hai bên được làm bằng inox sáng bóng, chắc chắn, tính thẩm mỹ cao, với đầy đủ cổng kết nối giúp thao tác dễ dàng, tải lên hoạt động tốt hơn trong hội trường nhiều tiếng ồn. Thứ ba, mixer BF Audio K8000 Pro, trọng lượng chỉ khoảng 3,7 kg, nhưng phần vỏ thiết bị vẫn được làm từ hộp kim nhôm phay xước rất chắc chắn. Mặt trước là các nút chức năng và màn hình LCD, mặt sau là các cổng kết nối nguồn điện, cổng optical, coaxial, cổng ra loa, công tắc nguồn đều được sắp xếp gọn gàng và bố trí ở mặt sau của mixer BF Audio K8000 Pro. Thứ tư, mixer Soundgrab EFX12, phần hiệu ứng nhanh gọn và có sẵn trong 8 hoặc 12 biến thể đơn đầu vào mono cùng ứng dụng phần mềm âm thanh stereo. Với thiết kế tinh giản và gọn gàng, Soundgrab EFX12 giúp chúng ta dễ dàng điều chỉnh theo ý muốn mà không cần lo lắng về sự phức tạp của mixer bàn. Thứ năm, micro BF Audio G11 năm 2019, chống hú rè, ngắt tín hiệu khi bị rơi hoặc va đập, tần số 500 kênh hiển thị, có thể tùy chỉnh sóng xa hoặc sóng gần, tùy chỉnh chống cộng hưởng vùng nền khi hai mic gần nhau hoặc trục chính đầu lưới mic. Đặc biệt, bạn có thể chọn sóng siêu sạch và tính cắt ô của dải trầm âm của loa độc đáo mà ít sản phẩm nào có, nâng tầm chất lượng trong buổi hoạt động. Thứ sáu, loa Super Audio S15 Pro tích hợp nhiều tính năng rất tốt, đơn cử như có thể tự cân bằng bass chặt chẽ, giúp giọng không bị chênh vênh khi hát. Loa BF S15 có kết cấu mạch công nghệ cao, hệ thống thông gió và tản nhiệt tốt, giúp BF S15 có thể hoạt động trong nhiều giờ liền mà không bị nóng. Thứ bảy, bộ kiểm soát nguồn BF Audio BF10 Plus bộ kiểm với một dàn âm thanh lớn, cường độ hoạt động cao như dàn âm thanh hội trường. Việc bảo vệ khi gặp sự cố về điện thì không thừa, tránh thất thoát tài sản khi sử dụng. Và cuối cùng, tủ rác với số lượng thiết bị lớn sẽ giúp cho dàn âm thanh của bạn gọn gàng, dễ vận chuyển, bảo quản và dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Các bạn có thể kết hợp với những thiết bị chuyên dụng hát karaoke, hỗ trợ việc hát karaoke được tốt hơn nhiều như đầu karaoke M10, màn hình cảm ứng trọng bài Okara, máy chiếu và một số micro chuyên dụng.